Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý: hướng dẫn sơ cứu khi trẻ bị ngã chấn thương đầu, những điều cần biết về virus viêm gan C và câu chuyện về những điều tiêu cực với sức khỏe của trẻ trong đại dịch Covid-19 này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Trẻ em vốn hiếu động nên rất dễ bị ngã. Trẻ có thể bị ngã khi đang chạy, ngã từ trên xe đẩy, trên võng, trên giường hoặc ngã cầu thang. Những cú va chạm này tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại có thể gây ra chấn thương đầu nghiêm trọng. Nếu như phụ huynh chủ quan, không xử lý kịp thời, trẻ có thể sẽ bị tổn thương não, bất tỉnh, rối loạn tri giác. Ngay sau đây, bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Văn Khoa, khoa ngoại sản Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà sẽ hướng dẫn các bước sơ cứu khi trẻ bị ngã chấn thương ở đầu một cách an toàn và hiệu quả. Chấn thương đầu đối với trẻ em thường là gây nên cái chấn thương sọ não, gặp ở trẻ em cũng rất là nhiều. Nguyên nhân trẻ bị ngã đấy thì có thể là do ngã cao, trèo leo cửa sổ hoặc là cửa nhà, và có thể ngã vào những cái vật sắc nhọn, cái tổn thương đấy gọi là chấn thương sọ não, vỡ xương sọ hoặc là lún sọ. Sau đây thì tôi xin hướng dẫn cụ thể về cách xử trí sau ngã tại nhà đối với trẻ em. Thứ nhất là khi mà trẻ bị ngã rơi từ độ cao xuống, phụ huynh cần phải bế cháu ra khỏi cái vị trí ngã và xoa dịu cháu nhẹ nhàng, động viên cháu cho không làm cho cháu hoảng sợ. Kiểm tra cháu xem là vết thương chảy máu, nếu có vết thương chảy máu thì ta băng vết thương tại chỗ. Người ta dùng miếng gạc, nếu ở nhà có gạc hoặc là không có gạc thì ta dùng cái khăn gấp vuông vào, xong là ta đặt nhẹ nhàng lên trên vết thương, che hết vết thương và lấy tay ấn lại thì vết thương nó sẽ không chảy máu nữa. Trong những trường hợp mà vết thương mà mình ép lại mà vết thương vẫn còn chảy máu ra nhiều thì ta kiểm tra lại vết thương xem có cái mạch nào nó đứt, nó rộng, nó to ấy, thì ta có thể dùng ngón tay ta ấn lên trên cái phần mềm của trên cái đầu mạch ấy, thì nó sẽ cầm máu. Và trường hợp mà trẻ bị ngã xuống gây bất tỉnh ấy, thì bế ra khỏi cái vị trí đấy và xoa dịu nhẹ cháu và xoa bóp chân tay vài ba phút thì cháu sẽ hồi lại. Trong những trường hợp gần cơ sở y tế thì ta có thể bế đến ngay cơ sở y tế. Còn đối với những cái trường hợp vết thương nó rộng, rách mà có nhìn thấy mà có biểu hiện sự biến dạng của xương sọ thì ta cũng có thể là băng ép nhẹ và đưa đến cơ sở y tế ngay. Nếu như những cái vật sắc nhọn hoặc là những cái dị vật mà nó còn cài ở trên cái vết thương thì ta có thể là rửa sạch và lấy ra và băng ép lại. Nếu như các cháu mà bị ngã mà chưa có biểu hiện gì của sọ não, có thể là mình theo dõi tại nhà thôi. Thứ nhất là theo dõi cháu có buồn nôn hay nôn không. Thứ hai nữa là theo dõi ý thức cháu có giảm không. Thứ ba nữa là có ngủ ly bì không. Thứ tư nữa cháu có biểu hiện co giật không. Thứ năm nữa thì chân tay sau đó có vài ba ngày xem có biểu hiện gì tê bì hay là có yếu chân tay gì không. Nếu có những biểu hiện như trên thì có thể đưa đến cơ sở y tế để khám và chụp chiếu để kiểm tra. Tôi khuyến cáo là các bậc phụ huynh và các bà, các mẹ hết sức để ý đến các con và đến các cháu mình, giám sát chặt chẽ chứ không để cho các cháu là tự do để mình trèo leo ngoài cái tầm mắt mình kiểm soát. Cái nhà mà có cầu thang hay là nhà có võng ấy, thì tốt nhất là cái võng là cũng phải có cái dây để răng cho chắc chắn để cho trẻ nằm ở trong võng không leo ra ngoài. Trên giường thì các bậc phụ huynh hoặc có thể làm cái song thanh giường buộc vào để tránh trẻ trườn qua. Tai nạn bỏng không những gây ảnh hưởng tổn hại trước mắt tới sức khỏe mà còn để lại những hậu quả lâu dài, đặc biệt là ở trẻ em. Việc xử trí đúng ngay sau khi bỏng làm giảm diện tích, độ sâu của bỏng, làm diễn tiến bệnh nhẹ hơn, giảm tỷ lệ tử vong và hạn chế di chứng. Do đó, ngoài việc nâng cao ý thức phòng tránh xảy ra bỏng, mỗi người dân cần phải trang bị những kiến thức xử trí ban đầu. Bệnh nhân bỏng có thể giúp nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế những hậu quả khi xử lý sai cách. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hướng dẫn sơ cứu tai nạn bỏng do điều dưỡng Trần Thị Thủy, khoa chấn thương chỉnh hình và bỏng Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên thực hiện. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các quý vị cách sơ cứu bỏng. Rất nhiều những trường hợp xảy ra bỏng có thể là bỏng nước sôi, bỏng mỡ, bỏng hóa chất, bỏng điện. Cách sơ cứu bỏng thì cũng hết sức là quan trọng vì di chứng của bỏng nó để tổn thương lại rất nặng nề. Nên hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách sơ cứu cơ bản nhất của những bệnh nhân bị bỏng. Ví dụ như chúng ta bị bỏng nước sôi thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải ngâm vị trí bỏng vào chậu thau nước lạnh. Có thể là thời tiết lạnh thì chúng ta không cần phải cho nước đá vào, nhưng mà nếu mà thời tiết mà nóng ấy, chúng ta có thể hòa nước đá cho bệnh nhân ngâm. Tuyệt đối là không chườm đá trực tiếp lên vị trí bỏng vì lúc đó nó vô hình dung là chúng ta từ bỏng nóng mà chúng ta lại chuyển sang thành bỏng lạnh.
cái nó độ bỏng nó sẽ sâu hơn rất nhiều. Chúng ta lưu ý là tuyệt đối ở nhà ta không nên đổ nước mắm, kem đánh răng và nhựa xương rồng bôi lên bỏng. Chúng ta chỉ có một phương pháp duy nhất là chúng ta ngâm vào nước lạnh 15 đến 20 phút để sơ cứu. Sau đó chúng ta mới vận chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế thì cái ngâm cái độ bỏng nó đã giảm đi được rất nhiều. Chúng ta bị bỏng hóa chất đấy ạ. Thì chúng ta cũng phải xả dưới vòi nước, nhưng cố gắng là đừng xả trực tiếp lên vị trí bỏng, xả dưới vòi nước nhưng không để trực tiếp như nào. Ví dụ tôi hướng dẫn để bỏng hóa chất axit, vị trí bỏng là có thể là mu bàn tay này, nhưng cũng xa xả nước, vị trí ở đây là bỏng thì nhưng chúng ta không bao giờ xả nước dưới vị trí ấy. Đó, ta phải tránh như bây giờ. Vì sao? Cái khi này nó đã tổn thương rồi, mình xả vòi nước mạnh thì lại gây tổn thương thêm. Thì chúng ta có thể xả bên cạnh cái vị trí ấy để nó trôi cái hóa chất đi. Với bỏng điện khi tiếp xúc thì chúng ta phải tìm cách là ngắt nguồn điện trước hết với sơ cứu ạ. Chúng phải tìm một cách là an toàn cho nạn nhân và an toàn cho chính người cứu. Chúng ta phải là ngắt nguồn điện, sau đó chúng ta sẽ vận chuyển. Bỏng điện thì thường nó không có diện nhiều, ít nước diện rộng là chúng ta phải xử trí bằng cách ngâm nước và chúng ta phải vận chuyển đến cơ sở y tế càng nhanh càng tốt. Viêm gan C là bệnh truyền nhiễm, một bệnh thầm lặng nhưng để lại hậu quả rất nặng nề. Tuy vậy, bệnh viêm gan C còn ít được quan tâm. Để hiểu hơn về bệnh có danh là kẻ giết người thầm lặng này, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Đức Tuân, trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hưng Yên ngay sau đây. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Xin bác sĩ cho biết một số thông tin về bệnh viêm gan C ạ. Bệnh viêm gan C là một bệnh truyền nhiễm cấp tính và mãn tính do virus viêm gan C gây lên, và nó gây những bệnh cảnh lâm sàng đặc hiệu của bệnh viêm gan. Về lâu dài thì bệnh có thể dẫn đến là gì, viêm gan mãn tính, xơ gan hoặc ung thư gan. Xin nhắc lại là bệnh này là bệnh truyền nhiễm, những bệnh di truyền. Rất nhiều người sẽ hiểu lầm là bệnh di truyền nhưng không phải. Bệnh truyền nhiễm nơi có 3 con đường, nó là con đường máu, con đường tình dục không an toàn và con đường từ mẹ sang con. Theo nghiên cứu trên thế giới đó thì căn bệnh này chiếm gần 3% dân số thế giới. Và căn bệnh này nó rất nguy hiểm, nó diễn biến rất là âm thầm, triệu chứng thoáng qua, người bệnh dễ dàng bỏ qua. Rất nhiều trường hợp là vô tình phát hiện khi đi khám các bệnh khác. Và đặc biệt nữa là khoảng trên 75% những người phát hiện ra viêm gan virus C đó ở giai đoạn rất là muộn, nó dẫn đến xơ gan. Thậm chí có những biểu hiện rất nặng nề như xơ gan cổ trướng hoặc là ung thư gan. Là chính là bệnh rất là nguy hiểm. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết là triệu chứng của bệnh viêm gan C như thế nào? Thông thường nó tiến triển âm thầm từ 7 năm, 10 năm đến 30 năm. Và cái triệu chứng của viêm gan C cấp ấy, thì nó chỉ thoáng qua như mệt mỏi một chút, rối loạn tiêu hóa một chút, đau hạ sườn phải một chút và người bệnh dễ dàng bỏ qua. Chủ yếu là người bệnh phát hiện ở giai đoạn muộn, đó là viêm gan virus B mạn. Cái triệu chứng của viêm gan virus B mạn nó cũng như vậy. Sau khi mà tiến triển âm thầm từ 10 đến 30 năm, đến khi người bệnh phát hiện ra triệu chứng ở tại gan cũng như ở ngoài gan, ví dụ như ở tại gan thì triệu chứng đơn giản như là mệt mỏi, ăn kém, có thể sút cân một chút. Đó, rối loạn tiêu hóa, đau hạ sườn phải, vàng da, vàng mắt. Rồi thì ạ, tại chứng tại gan nếu giai đoạn ở xơ gan rồi thì biểu hiện như là cổ trướng, như là phù chân, tăng áp lực tĩnh mạch cửa, hoặc có là những biểu hiện mà rất là nặng nề, đó là cái mà vỡ tĩnh mạch thực quản, và có triệu chứng ngoài gan, ví dụ như sốt, như ngứa, vân vân, có triệu chứng rất đơn giản như vậy thôi. Thế viêm gan C nó khác với viêm gan B gì nào? Cùng một loại viêm gan virus, nhưng cái viêm gan virus C và B phân biệt rất khó vì các triệu chứng hầu như tương đồng. Vì hai loại virus này đều gây viêm gan, đều tổn thương ở gan và các triệu chứng đều âm thầm, đều tiến triển rất thầm lặng. Và chính đó mà cái cận lâm sàng là cái đánh giá để cái tiêu chuẩn để nhiễm viêm gan B hay viêm gan C. Khi nghi ngờ mình bị mắc bệnh viêm gan C thì bệnh nhân cần phải làm gì? Cái việc khám sàng lọc để phát hiện sớm mình có bị viêm gan C hay không thì rất là ít được triển khai trong cơ sở y tế. Chính vì đó, khi mà mình có triệu chứng nghi ngờ thì tốt nhất người bệnh hãy đến ngay các cơ sở y tế làm được các xét nghiệm cần thiết, ít nhất là được test kháng nguyên để biết mình có tình trạng nhiễm viêm gan C hay không. Và khi bị nhiễm viêm gan C rồi thì báo một tin vui cho các bệnh nhân viêm gan C. Cái thứ nhất là trước đây á, là viêm gan C là cái thuốc tiếp cận thuốc điều trị cực kỳ khó, giá cả rất cao. Nhưng hiện nay thì do cái rất là tân tiến của y học, thì nó cái thuốc tiếp cận một cách dễ dàng hơn rất nhiều, được giảm đến mà người dân có thể ai cũng có thể tiếp cận được. Thứ hai là bảo hiểm sẽ thanh toán 50% tiền thuốc điều trị cho bệnh nhân. Và khẳng định một lần nữa là gì, bệnh viêm gan C hiện nay có thuốc chữa khỏi và cái hiệu giá chữa khỏi đó khoảng trên 90%, rất tốt cho người bệnh. Và nếu người bệnh
mà được phát hiện thì lên đến cơ sở y tế chứ không được điều trị ngoài, đúng không ạ? Thuốc nam thuốc bắc hiện nay thì chưa có sự khuyến cáo và chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào khẳng định rằng thuốc nam thuốc bắc có thể chữa khỏi viêm gan C. Chính đó, nếu người bệnh mà bị thì hãy đến cơ sở y tế để được tư vấn, được khám và tiếp cận những dịch vụ điều trị mang lại cái kết quả điều trị và cũng như cái lợi ích rất lớn cho người bệnh cũng như cộng đồng. Trong cái thời điểm mà đại dịch như thế này thì với những người mà viêm gan B, C có nên tiêm phòng Covid-19 hay không thưa bác sĩ? Theo những khuyến cáo thì những người bệnh mạn tính có thể tiêm được nhưng trừ giai đoạn cấp tính. Ở những trường hợp mà nhiễm virus viêm gan B và C mạn tính khi được điều trị ổn định, sức khỏe ổn định cả về mặt cận lâm sàng và lâm sàng, chúng ta hoàn toàn có thể tiêm vaccine. Sử dụng điện thoại, máy tính bảng, xem TV nhiều giờ liên tục trong ngày đang là những tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19 đến trẻ em trong những ngày hè dài hơn mọi năm này. Dù biết là không tốt, thế nhưng nhiều gia đình vẫn phải để trẻ tự trông nhau và sử dụng thiết bị thông minh. Phần vì không có người trông nom con cái, phần vì ra ngoài lo sợ dịch bệnh. Hơn nữa là nỗi lo về sức khỏe, trẻ thừa cân đang có xu hướng tăng lên. Câu chuyện sau đây sẽ phản ánh thực trạng này. Hình ảnh hai bố con bé Hà Phương, 8 tuổi, ở phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên tập thể dục mỗi chiều đã diễn ra hơn một tháng nay. Lo lắng cho sức khỏe của con gái vì chỉ trong thời gian ngắn nghỉ dịch ở nhà, gia đình lại làm hàng ăn, bé Hà Phương đã tăng vài kg, mắt cũng phải đeo kính. 2-3 tháng nay thì cháu nghỉ dịch ở nhà thì ăn uống rồi là ngủ nghỉ nó không được như là đi đến lớp. Thì là gia đình muốn cho cháu tập để giữ sức khỏe mà không bị béo phì. Để có điều kiện chăm sóc con như anh Huy là trường hợp hiếm, bởi vì hầu hết các gia đình không có người trông nom con cái trong dịp nghỉ hè, nhất là quãng thời gian ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là nỗi lo thường trực của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều gia đình neo người phải khóa cửa để anh chị tự trông em và việc xem TV, học online cũng cần sử dụng điện thoại thông minh nhiều giờ liên tục là điều không thể tránh khỏi. Thời gian cháu ở nhà thì cháu chỉ làm những việc lặt vặt với cả là chỉ ăn hơi lên là cháu thấy béo lên. Sử dụng thường xuyên các thiết bị điện tử thông minh gây nên nhiều nguy hại đối với sức khỏe trẻ, làm gia tăng các chứng bệnh về tâm thần, làm suy giảm hệ thống miễn dịch, gia tăng bệnh về mắt, thừa cân, béo phì. Để trẻ phát triển toàn diện, các gia đình cần có những biện pháp để hạn chế những tiêu cực này như lập thời gian biểu sinh hoạt, học tập hợp lý để đảm bảo sức khỏe cả tinh thần và thể lực cho con. Trong hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19, ban hành ngày 10 tháng 8. Hướng dẫn mới vẫn phân chia người tiêm chủng thành 4 nhóm lớn, gồm đủ điều kiện tiêm chủng, cần cẩn trọng tiêm chủng, trì hoãn và chống chỉ định. Có những thay đổi trong từng nhóm. Trước đây, có 5 phân nhóm người phải trì hoãn tiêm chủng. Tuy nhiên, theo hướng dẫn mới, chỉ còn 3 phân nhóm, gồm người có tiền sử rõ ràng đã mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng, người đang mắc bệnh cấp tính, phụ nữ mang thai dưới 13 tuần. Vì vậy, phụ nữ mang thai trên 13 tuần và cho con bú vẫn được tiêm vaccine nếu có cam kết. Tuy nhiên, không áp dụng với vaccine Sputnik V. Họ thuộc nhóm người cần thận trọng tiêm chủng. Các nhóm còn lại gồm đủ điều kiện tiêm chủng, người trong độ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và không quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào trong thành phần của vaccine. Thận trọng tiêm chủng, người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác, người có bệnh nền, bệnh mãn tính, người mất tri giác, mất năng lực hành vi, người có tiền sử giảm tiểu cầu hoặc rối loạn đông máu, phụ nữ mang thai trên 13 tuần, người phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống gồm nhiệt độ dưới 35,5 độ C và trên 37,5 độ C, mạch dưới 60 lần trên phút hoặc trên 100 lần trên phút, nhịp thở trên 25 lần trên phút. Chống chỉ định, người tiền sử rõ ràng phản vệ với vaccine phòng COVID-19 cùng loại lần trước, có bất kỳ chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất. Chương trình Cuộc Sống Khỏe xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.